bà con Sơn Bình mình rất là thân thương và gần gũi. Một mình thì đứng trên đồng muối thì có thể là tát nước được luôn, không cần phải có hai người. Thường thường là mình thấy là tát gầu sòng thì hai người, nhưng mà ở đây thì bà con mình chỉ cần một người thôi là tát thoải mái, tát miết chừng nào nước cạn thì thôi. Ở đồng muối Sơn Quỳnh, xã Phú Thạnh đó, thấy khung cảnh tuyệt vời chưa? Bà con mình tát nước muối mặn, nước muối biển, tát ra cho nó sạch sẽ rồi làm lại cái đồng muối. Muối đây là những cái đồng muối nó đã kết tinh. Muối đây, muối trắng nguyên một cánh đồng. Mà dễ đồ á. Muốn hồi nước nước kia người ta xài giếng như bữa nay họ xài nước máy thôi mấy. Giờ ở đây mức độ nhiễm mặn cũng tồn quá rồi. Nhưng mà hay á, tôi có trường hợp ví dụ như ở cái đoạn nó như ở kề kề sát núi rồi đây là từng là thời giếng đào là nước ngọt. Rít cơ.